Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh gửi đến các bạn những nguồn năng lượng tích cực, những rung động cao và chúc cho tất cả các bạn luôn có sự tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh sẽ chia sẻ về một chủ đề, đó chính là những lý do tại sao hầu hết các linh hồn song sinh đều phải chịu số phận liên tục lặp đi lặp lại giai đoạn đuổi và chạy. Có nghĩa là chúng ta không thoát ra được. Chúng ta tiến tới sự chữa lành mà luôn bị chi phối bởi những nguồn rung động thấp, và chúng ta không hiểu tại sao chúng ta không thoát ra được hoàn cảnh đó. Và trong video lần này, Quốc Anh sẽ chia sẻ những lý do tại sao lại như vậy. Chúng ta đến với lý do thứ nhất. Một trong những vấn đề lớn nhất mà những người trên hành trình linh hồn song sinh phải đối mặt là họ bị ám ảnh về một kết quả lãng mạn, hoặc cố gắng điều động kết nối của họ hướng tới một kết quả lãng mạn. Tất cả những gì họ có thể nghĩ là kết thúc hạnh phúc lãng mạn của họ. Đây không phải là một hành trình, có nghĩa là bạn phải chịu đựng. Thay vào đó, cuộc hành trình này mang đến cho bạn cơ hội để trở thành con người của bạn bằng cách giải phóng tất cả những nỗi sợ hãi tiềm thức và niềm tin sai lầm đang khiến bạn mệt mỏi và đau đớn. Hầu hết linh hồn song sinh tập trung vào liên minh với mong muốn và nghĩ rằng việc kết hợp với linh hồn song sinh sẽ sửa chữa mọi thứ một cách kỳ diệu. Điều này dẫn đến việc có được người bạn mong muốn nhưng nó không thay đổi bạn. Và vì vậy, bạn đưa vào liên minh này tất cả các mô hình và hành vi không tích cực trong các mối quan hệ yêu đương trước đây của bạn. Và điều đó tất nhiên cũng sẽ làm bạn thất vọng. Trong khi bạn có thể lựa chọn con đường trở thành con người của bạn, sửa chữa tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn và trở thành một người có thể có mối quan hệ yêu đương hài hòa. Nếu người này thực sự là linh hồn song sinh của bạn, và nếu bạn thực sự tự hành động, thì linh hồn song sinh của bạn sẽ làm theo. Bạn chia sẻ cùng tần số linh hồn cốt lõi, và bạn càng phát ra rung động của mình thì đối tác càng được kéo vào để thể hiện cùng tần số này. Liên minh đuổi theo vô tận, càng muốn giữ linh hồn song sinh bị mắc kẹt, càng làm cho sự tách biệt và kết nối càng xa vời. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc tự thực hiện vì mục đích trở thành người mà chúng ta muốn trở thành. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho linh hồn song sinh, đó là về việc tạo ra liên minh. Đó là về việc trở thành một người có thể tạo ra một liên minh rung động cao như vậy, và sau đó người thuộc liên minh đó sẽ xuất hiện. Chúng ta đến với lý do thứ hai. Họ không biết ý nghĩa của việc chữa lành là gì. Hầu hết mọi người không biết ý nghĩa chữa lành là gì. Đó là lý do lớn nhất tại sao họ tiếp tục đi theo vòng lặp. Bởi vì họ tiếp tục phát lại nghiệp chướng và chấn thương tiềm ẩn muốn được giải tỏa. Tất nhiên một số người đã liệt kê các phương thức chữa lành thực tế, nhưng phần lớn đã trả lời những điều được liệt kê có thể rất có lợi và giúp bạn cảm thấy tốt hơn, nhưng họ thực sự không tạo điều kiện chữa lành theo cách chữa bệnh. Có nghĩa bạn cần phải làm việc trên sự chữa lành của riêng bạn. Chắc chắn tất cả những điều trên có thể tác dụng chữa bệnh, nhưng nó không đi sâu hoặc giúp bạn đối mặt với bất kỳ vết thương tiềm thức nào hoặc nỗi đau sâu thẳm bên trong. Tăng tần số rung động của bạn, bởi vì nó không giúp bạn giải phóng bất cứ điều gì thực sự, vì nó không đủ sâu. Bởi vì phần lớn vết thương của chúng ta từ tiềm thức, và do đó chúng ta không nhận thức được những vết thương mà chúng ta đang có trong thực tế cuộc sống thực của chúng ta. Bởi vì đó là một quá trình tiềm thức. Chúng ta không nhận ra rằng
Những gì đang xảy ra bên ngoài chúng ta là một sáng tạo vô thức từ bên trong chính chúng ta. Chúng ta cũng không nhận ra rằng thay vì giữ vết thương của mình, chúng ta thực sự có thể xóa chúng bằng cách đối mặt với những rung động thấp bên trong tiềm thức của chúng ta. Chúng ta có thể làm việc với một người chữa lành. Điều đó thực sự cần thiết với tất cả chúng ta ngay thời điểm đó. Chúng ta đến với lý do thứ ba. Một lập luận khác thường được nghe là mỗi hành trình linh hồn song sinh đều khác nhau. Điều này sau đó được sử dụng như một lý do để có thể bám vào một kết quả lãng mạn, bởi vì họ tin rằng hành trình của họ là khác nhau. Mặc dù đúng là mọi hành trình đều khác nhau, nhưng có một số điều đúng với tất cả linh hồn song sinh, cho dù câu chuyện và thử thách cá nhân của bạn có thể là gì. Và đó là tất cả linh hồn song sinh phải trải qua quá trình thanh lọc giả kim giúp mở ra tâm hồn. Nó có những gì đặt mối quan hệ này ngoài bất kỳ mối quan hệ khác trong cuộc sống của bạn. Không có mối quan hệ lãng mạn hay liên minh nào sẽ tạo điều kiện cho sự chữa lành và phát triển cá nhân mà kết nối linh hồn song sinh tạo điều kiện thuận lợi trong cuộc sống của một người. Nó đánh dấu ấn của một cuộc chạm trán linh hồn song sinh thực sự, người mà bạn trở thành vì nó. Cách duy nhất để đến đó là đối mặt với tất cả những vết thương trong tiềm thức làm bạn không kết nối với chính mình mà không hề biết. Lý do thứ ba khiến nhiều linh hồn song sinh không nghe thấy là vì họ đang tìm kiếm bằng chứng về sự hợp nhất. Nếu bạn đã sai về việc ai là linh hồn song sinh của bạn, thì bạn có thể tuyệt vọng khi ở trong mối quan hệ linh hồn song sinh, bởi vì bạn nghĩ đó là tình yêu hoàn hảo nhất. Nhưng những kết nối khác cũng có thể rất yêu thương. Bạn không cần phải ở cùng với linh hồn song sinh của bạn ở thế giới 3D để tìm thấy hạnh phúc. Đó chỉ là một khái niệm rất phụ thuộc. Nhưng quan trọng nhất trên hành trình này, bản thân cao hơn sử dụng sự gần gũi và khoảng cách để kích hoạt vết thương tiềm thức. Vì vậy, linh hồn song sinh cùng nhau không nhất thiết phải tiến xa hơn trong quá trình hợp nhất 3D của họ, bởi vì họ vẫn đang trải qua quá trình thanh trừng. Ngoại trừ họ cần sự gần gũi để kích hoạt sự pha trộn đặc biệt của riêng họ về vết thương tiềm thức. Tất nhiên là bạn có thể tự do làm theo ý mình. Đây là một trải nghiệm mà bạn có thể điều khiển theo cách bạn muốn. Đây là một quá trình tâm hồn sâu sắc sẽ đánh vào cuộc sống của bạn như một cơn bão và đảo lộn mọi thứ. Nhiều điều cần được thực hiện sẽ cảm thấy kỳ lạ, bởi vì thực tế bên ngoài của bạn sẽ mâu thuẫn với cảm giác bên trong bạn. Nhưng hoa sen chỉ mọc trong bùn và chúng ta cũng phải nở hoa qua lớp bùn bên trong của chính mình. Trải nghiệm linh hồn song sinh khiến bạn phải đối mặt với những tình yêu và ác quỷ đáng sợ nhất bên trong. Chúng ta đến với lý do số 4. Một trong những lý do lớn nhất khiến mọi người bị mắc kẹt trong chế độ vòng lặp trên hành trình linh hồn song sinh là vì họ luôn luôn có một chân trong và một chân ra khỏi kết nối. Não trái càng có xu hướng hợp lý hóa một người. Họ càng nghi ngờ bản thân, những gì họ cảm nhận và mối liên hệ của họ với người sinh đôi. Khi nó không trở thành câu chuyện cổ tích lãng mạn mà họ hy vọng, không hiểu rằng kết nối này không có nghĩa là một giấc mơ lãng mạn trở thành sự thật, mà thay vào đó, nó có nghĩa là bạn về nhà, lên đúng quỹ đạo mà bạn thuộc về. Với chính tâm hồn của bạn, với người bạn thực sự ở cấp độ tâm hồn và thể hiện sự thể hiện cao hơn này của bản thân trong thể chất, đó là món quà của hành trình linh hồn song sinh. Nó bị thách thức để trở thành tất cả những gì bạn có, nghĩa là nó bị buộc phải đối mặt với tất cả nỗi sợ tiềm thức của bạn
để đưa lên tất cả niềm tin sai lầm của bạn và lập trình lại chúng. Nó có một sự thay đổi lớn trong các mô hình và bạn không thể đến đó với linh hồn song sinh của mình nắm tay bạn một cách ngọt ngào. Bạn phải kết nối với chiến binh bên trong của bạn, nội tâm của bạn, tử tế tối cao bên trong của bạn. Bạn phải chiến đấu với những trận chiến của chính mình và vượt lên trên những thiếu sót của chính mình. Điều đó có nghĩa là bạn phải được đưa ra khỏi vùng thoải mái của mình, là nơi linh hồn song sinh của bạn xuất hiện để tạo ra những trải nghiệm bên ngoài mang đến cho bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc vượt lên chính mình. Đó là hợp đồng linh hồn bạn có với nhau. Bạn đã không xuống đây trên hành trình trái đất để thực hiện tình yêu lãng mạn với linh hồn song sinh. Bạn có thể có những mối quan hệ lãng mạn với người khác. Một số cặp đôi linh hồn song sinh có nhau khá sớm, nhưng họ phải trải qua quá trình chính xác này hoặc tạo ra sự tách biệt sau này để tạo điều kiện cho sự tái sinh này là biểu hiện cao nhất của bản thân họ. Bạn có thể nắm tay nhau, đó là một quá trình cá nhân, bởi vì trước tiên bạn cần tìm sự hợp nhất bên trong, trước khi bạn có thể đoàn kết với ai đó bên ngoài bạn. Để có được trạng thái này, bạn phải dấn thân vào cuộc hành trình thay vì nghĩ rằng bằng cách nào đó bạn có thể thoát khỏi thử thách này. Bạn phải dừng việc có một chân trong và một chân ra khỏi cửa để quá trình này có thể đưa bạn đến nơi mà tâm hồn bạn muốn. Nó thực sự không phải là về linh hồn song sinh. Nó không bao giờ nói về linh hồn song sinh. Hành trình này là về bạn và thực hiện tiềm năng cao nhất của bạn. Vì vậy, dù cho linh hồn song sinh ở gần hay xa, bị chặn, đã chết hay ngoài tầm với trong vật lý, đó là một phần của trải nghiệm, là điều cần thiết để cho phép bản thân vượt lên chính mình và trở thành người mà bạn luôn muốn trở thành. Một chiếc cân chỉ có thể đo trọng lượng và không thể cho chúng ta biết gì về chiều dài của vật thể được cân. Sự hiện diện hay vắng mặt của sự lãng mạn không thể nói lên được quá trình biến đổi bên trong của bạn đang diễn ra thành công như thế nào. Bất chấp tất cả những cảm giác ấm áp, ngây ngất, tất cả niềm đam mê mãnh liệt, bất chấp tất cả, hành trình này không phải là về sự lãng mạn. Và bạn càng sớm chấp nhận điều này, bạn sẽ càng nhanh chóng tiến lên phía trước, tiến về nơi mà hành trình này muốn đưa bạn đến. Lý do thứ năm, họ bị mắc kẹt trong tầm nhìn. Chúng ta đến với một cảm xúc để nói lên cái lý do thứ năm này. Tôi vẫn biết ơn mỗi ngày rằng tôi đã không nhận được những gì tôi nghĩ tôi muốn vào thời điểm đó, bởi vì những gì linh hồn song sinh của tôi đã cho tôi vượt xa bất cứ điều gì một người đàn ông có thể cho vợ. Linh hồn song sinh của tôi thực sự đã kết hôn với người khác cách đây hơn 2 năm và anh ấy đã không tặng cô ấy một nửa những gì anh ấy đã cho tôi. Bởi vì món quà mà chúng tôi nhận được từ trải nghiệm linh hồn song sinh vượt xa mọi quan niệm lãng mạn. Không có hạnh phúc lãng mạn có thể cạnh tranh với niềm hạnh phúc khi trở thành một người thực sự với linh hồn song sinh. Nhưng nhiều linh hồn song sinh trong sự mê hoặc lãng mạn của họ, họ chỉ muốn anh ấy hoặc cô ấy. Họ cảm thấy như thể cuộc sống của họ là vô nghĩa nếu không có người khác, và họ muốn chết nếu họ không thể ở cùng với linh hồn song sinh. Vì vậy, thay vì tập trung vào sinh đôi và kết quả mong muốn, những người này thực sự nên tập trung vào bản thân và chữa lành những quan niệm không lành mạnh về những gì họ nghĩ rằng nó có nghĩa là yêu một người. Chữa lành vết thương bên trong của họ và chữa lành vết thương trong quá khứ mà họ mang theo và lặp lại.
Nếu bạn thực sự muốn liên minh mà bạn mơ ước, bạn phải mang sự tập trung trở lại cho chính mình và giữ nó ở đó cho đến khi mọi thứ thay đổi tự nhiên. Giữ anh ấy hoặc cô ấy sẽ không đưa bạn đến kết quả tốt đẹp. Nó sẽ chỉ khiến bạn đau khổ và bị giằng xé giữa thực tế bạn muốn và thực tế bạn có. Chúng ta đến với lý do số 6. Bạn không cần kiểm tra kết nối hoặc bất cứ điều gì mỗi tháng hoặc mỗi tuần. Thay vào đó, bạn cần dành tất cả thời gian, tiền bạc và năng lượng cho quá trình chữa bệnh của riêng bạn và tái sinh linh hồn. Chúng ta đến với lý do thứ 7. Vết thương từ tiềm thức nên chúng ta không nhận ra cho đến khi chúng ta đưa nó lên trong nhận thức, ý thức của chúng ta. Cho đến khi bạn thực sự đi tìm nó, nhiều vết thương của chúng ta nằm ngoài nhận thức, ý thức của chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy nó cho đến khi chúng ta mang nó trong nhận thức, ý thức của chúng ta. Chúng ta đang nói về điểm mù của chính mình ở đây, bởi vì những người khác thường nhìn thấy nó và cố gắng cảnh báo chúng ta, nhưng sau đó chúng ta cảm thấy bị tấn công vì họ đang chọc vào vết thương tiềm thức đau đớn, và điều đó thực sự rất đau. Nhiều trong số những niềm tin sai lầm này và các hành vi và mô hình được tạo ra tự động mà không cần chúng ta biết. Hãy suy nghĩ về các kỹ thuật sinh tồn, cơ chế đối phó và phòng thủ tự động của chúng ta. Tất cả các hệ thống chúng ta đã thiết lập để giữ cho mình khỏi bị tổn thương, bởi vì chúng ta vẫn bị tổn thương từ những thứ mà chúng ta đã quên từ lâu và đôi khi thậm chí là lan tỏa từ kiếp trước. Tất cả những tổn thương chôn sâu này phải được phát hành để hoàn toàn cảm thấy an toàn, để mở lòng với tình yêu. Bạn sẽ không thể cho phép tình yêu vào với tất cả rào cản quanh trái tim để bảo vệ chính bạn, thuộc về mô hình 3D cũ. Trong tần số thứ 5, chúng ta cần phải loại bỏ tất cả các phòng thủ này để chuyển sang ý thức thống nhất thuộc về 5D. Chúng ta cần phải cởi mở và không có sự phòng vệ. Chúng ta đến với lý do số 8. Lý do cuối cùng khiến hầu hết linh hồn song sinh tiếp tục đi theo vòng tròn là vì họ không thực hiện hành động thực sự. Bởi vì nỗi sợ mất mát to lớn được kích hoạt từ thực tế của họ trông như thế nào và họ muốn thực tế của họ là gì. Hầu hết linh hồn song sinh luôn trong tình trạng hoảng loạn. Nỗi ám ảnh của linh hồn song sinh không là gì ngoài vết thương của chính bạn, kéo bạn vào vết thương của mình. Nó không liên quan gì đến người sinh đôi. Nhưng vì linh hồn song sinh không được chữa lành đầy đủ nên luôn trong trạng thái hoảng loạn, họ luôn tìm cách giảm bớt nỗi sợ hãi. Do đó, họ say sưa xem các bài đọc trên YouTube, đi đến các nhà ngoại cảm và đọc mọi thứ họ có thể có trong tay. Tuy nhiên, bạn không thể nhận kết quả mà không thực hiện. Bạn phải thực sự hành động. Bạn phải thực hành những gì bạn học được, vì nếu không, không có gì thay đổi và bạn quay trở lại ám ảnh trong vài ngày, vài giờ hoặc vài phút. Tất nhiên, nếu bạn thực hiện hành động bằng không, bạn cũng nhận được kết quả bằng không. Đây là quá trình thăng thiên cá nhân của bạn. Bạn phải tăng tần số rung động cá nhân của bạn. Cách duy nhất để làm điều đó là thông qua công việc chữa lành thực sự. Cách chữa lành khiến bạn phải đối mặt với những rung động thấp để vượt qua chúng. Khi bạn đã làm điều đó, bạn có thể bắt đầu lấp đầy cơ thể nhẹ nhàng của mình và tăng ánh sáng trong chính bạn. Sau đó, chuẩn bị cơ thể vật lý để bạn là hiện thân của phiên bản cao nhất. Liên minh với linh hồn song sinh không gì khác ngoài sự phản ánh vật lý của trạng thái bên trong qua thực tế bên ngoài của bạn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ đến đó trừ khi bạn hành động thực sự. Nếu không,
thì sẽ không xảy ra. Bạn cần không chỉ thực hiện bước đầu tiên, bạn cần tiếp tục tiến lên cho đến khi bạn đến nơi bạn muốn. Nếu như bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào để làm sạch năng lượng và tăng tần số rung động của bạn bằng cách giải phóng chấn thương bị mắc kẹt, bạn có thể kết nối với Quốc Anh qua email saohealing777a@gmail.com hoặc là qua fanpage trên Facebook Linh Hồn Song Sinh, mà Quốc Anh có đính kèm YouTube và link của fanpage ở mỗi video mà Quốc Anh up trên YouTube. Quốc Anh hy vọng rằng là qua chủ đề của video lần này thì chúng ta lại có thêm những thông tin hữu ích và những nguồn năng lượng tích cực. Và quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng tại sao chúng ta không thoát ra được khỏi vòng lặp mà có rất nhiều ảo ảnh ở đó, bởi vì chúng ta chưa hiểu một cách sâu sắc về những gì mà chúng ta đối diện, cũng như là sứ mệnh của liên minh. Ngoài ra, khi mà các bạn chia sẻ và cộng hưởng về câu chuyện của các bạn và những trải nghiệm của các bạn bên dưới video, đó cũng là cách chúng ta cộng hưởng tích cực và lan tỏa tình yêu. Và chính điều này nó sẽ quay trở lại và hỗ trợ cho tất cả chúng ta tiến tới sự chữa lành toàn vẹn. Quốc Anh hy vọng rằng là các bạn luôn có những cái sự tích cực và luôn nhìn thấy được những tia sáng của hy vọng trong tất cả những vấn đề mà chúng ta sẽ đối diện phía trước. Các bạn xem video và có thể đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Quốc Anh chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.